và loại cây thứ ba đó là bưởi da xanh. Bưởi da xanh thì được xem là giống bưởi ngon nhất hiện nay, hiện tại thì cũng xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc. Bưởi này còn có tên là bưởi da xanh ruột hồng bởi vì vỏ nó thì màu xanh và trong ruột nó màu hồng. Với giá bán hiện tại thì cũng khoảng 45.000 cho đến 60.000 một ký. Hiện tại vùng trồng chính của giống bưởi này là Bến Tre và Tiền Giang, đó là vùng trồng đã có thu hoạch, trong khi những cái vùng trồng mới là như là Gia Lai, rồi Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk và đặc biệt là vùng Bến Cát, Bình Dương, ở đó có những cái vườn đang cho thu hoạch rất mạnh giống như vườn của bà Thanh Thủy. Đó là ba giống cây có hiệu quả kinh tế cao mà tôi vừa giới thiệu: bưởi da xanh, đầu viên Thái, đầu viên V6 và mít siêu sớm chăn gà. Đây là mít Thái chăn gà, loại cây có hiệu quả kinh tế cao bên cạnh bưởi da xanh mà tôi vừa giới thiệu. Mít Thái chăn gà là loại mít có xuất xứ từ Thái Lan, được trồng nhiều ở Việt Nam từ mười mấy năm trước và hiện tại thì đang phát triển rất mạnh bởi vì giá bán nó cao. Vào thời điểm cuối tháng 3 năm 2018, giá loại 1 xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc là khoảng 45.000, có thời điểm lên đến 55.000. Nhưng mà thị trường Trung Quốc là một thị trường bất bền nên không ai biết khi mà trồng đại trà thì hiệu quả nó đi về đâu, nhưng mà hiện tại là hiệu quả rất cao và kinh tế rất cao. Với đặc điểm lớn nhất của giống mít này là trái nó thuôn đều, thơm ngon và có trái sớm, năng suất cao nữa, đó là những cái ưu điểm lớn. Và những cái khuyết điểm lớn của nó đó là bị sâu đen, cây chết hiểu và thối trái. Đây là sầu riêng Thái, nguồn gốc có xuất xứ từ Thái Lan, ở bên đó thì người ta gọi nó là sầu riêng món phong. Việt Nam thì cũng vậy, nó vẫn có tên là món hồng, còn một tên nữa thì ta gọi chung chung đó là sầu riêng Thái. Một loại cây đang được trồng rất mạnh và hiệu quả kinh tế rất cao. 1 hectare sầu riêng ở vùng Tiền Giang thì cho thu nhập 1 tỷ là điều bình thường, 1 tỷ đồng một năm cho 1 hectare, đó là mức bình quân bình thường đó, chứ không phải là cao siêu gì cho quá, bởi vì giá bán hiện tại nó lên đến 90.000 đến 100.000, 110.000 một ký. Ở vùng trồng hiện tại là vùng Chợ Lách, Bến Tre và Cai Lậy, Tiền Giang, đó là vùng trồng đã cho thu hoạch nhiều rồi. Còn vùng trồng mới, người ta đang trồng đại trà và ở Tây Nguyên, nhất là Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Đồng Nai và huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa nữa. Hiện tại Trung Quốc đang nhập rất mạnh, đang nhập mạnh cả ba loại mà tôi vừa nói: bưởi da xanh, mít Thái siêu sớm và sầu riêng V6, sầu riêng Mon Thọ.